Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ đường Đoàn Hoàng Minh. Cái này là phường 5, thành phố Bến Tre. Ở khúc này thì gần ở chỗ bệnh viện nha. Bởi vì bạn thấy nhà thuốc khá là nhiều. Đi lại chỗ này thì gặp mấy cái chỗ bán dụng cụ y tế hoặc là ba cái nhà thuốc, rồi còn không thì mấy cái chỗ bác sĩ đâu không à. Gần như là mấy cái phòng mạch tư là mình thấy nằm ở đây rất là nhiều luôn. Nó bệnh viện thì nằm phía bên phải mình nha. Ở này là cổng số 6, chỗ này gửi xe. Nó lúc trước thì mình nhớ đi vô gửi xe là gửi ngay chỗ cổng chính đó. Này nó gửi chỗ mấy hông này rồi. Ở lúc này thì đi vô bệnh viện thăm nuôi nó hơi khó một tí nha. Mà thấy bên trái mình mở thêm mấy cái nữa nè. Bên này là Minh Đức. Còn bệnh viện bên phải thì nó mới xây thêm cái dãy phía ngoài. Bây nhìn thấy nó rất là rộng luôn. Với mình thấy bệnh viện bên đây thì nó có một cái đặc điểm là khi đó mình đi vô mình thấy cái chỗ mà phòng cấp cứu thì nó lại nằm ở trên lầu 1. Mà cái đường lên thì nó cũng hơi nhỏ nữa. Nhưng mà chỗ này thì rất là nhộn nhịp nha. Nó hai bên thì người ta bán hàng rong là cũng nhiều lắm. Lâu lâu thì bị đuổi rồi nhưng thời gian người ta cũng quay lại người ta bán thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi từ đây mình chạy ngang chỗ chợ Ngã Năm. Rồi mình vòng xuống dưới chợ Đêm nha. Rồi mình qua bên khu vực Mỹ Hạnh An. Bên Mỹ Hạnh An thì quán ăn đồ nhiều lắm. Và bữa nay thì mình đi ngay đầu tuần chắc quán cũng không được đông lắm. Chứ quán xá mình thấy quán nhậu thì thứ bảy chủ nhật á, mấy ngày đó thì mới đông. Hoặc là ngày lễ đồ á. Hôm nay mình thấy mới có hơn 5 giờ mà trời bây giờ nó cũng hơi tối tối rồi nha. Di chuyển mưa nữa. Hồi nãy thấy chuyển mưa cái hướng bên Mỹ Tho mà không có mưa. Ở đây làm như là có lâm râm mà vậy nè, mình thấy rất ướt nè. Chứ hồi nãy khúc ở ngoài gần chỗ bến xe mình chạy vô mà không thấy. Nhưng mà vô khúc sân vận động kéo dài vô đây thì lại gặp ướt đất. Nó buổi chiều thì bạn thấy nó bán quán ăn rất là nhiều. Nó người thì bán bánh mì, người bán bắp, người bán phở, hủ tiếu, bánh canh đâu. Bây giờ là quán quá trời luôn. Ở phía trước mặt mình là dòng xe Ngã Năm nha. Ở chỗ này nguyên một cái vũng nước luôn. Ở đây có cống hết rồi mình thấy sao nó cũng lâu lâu nó cũng bị động dũng à. Nó cái chợ nằm hướng trước mặt mình. Nơi này nếu các bạn đi thẳng luôn thì đi ra ngoài bờ sông á. Còn quẹo phải thì cái hướng đi lên cầu Mỹ Quá hoặc là đi lên ngay chỗ bến phà Hàm Luông cũ. Còn quẹo trái thì cái hướng chạy xuống dưới chợ Bến Tre nha. Ở bên trái mình có cái quán hủ tiếu này nè, bán rất là đông, các bạn thấy xe đậu quá trời luôn. Quán nó kỳ đó mình ghé vô ăn cũng được lắm. Nè, còn chợ Ngã Năm thì nằm phía bên trái mình nè. Ở chợ này chủ yếu bán buổi sáng rất là đông nha. Giờ thì buổi chiều chỉ còn có vài hộ người ta bán phía ngoài thôi. Ở này nếu các bạn đi thẳng luôn thì đi ra ngoài sông Bến Tre đó, đây chạy cả đó chút xíu à. Ở ngoài đây cũng còn đủ nè, thịt, cá, rau, củ nè. Nó buổi chiều nhưng mà chợ nhìn thấy cũng còn được lắm. Rồi còn phía bên phải mình chỗ này bán hủ tiếu nè. Rồi qua trời luôn. Gần như là ngồi bít bàn hết trơn này. Nó bạn nào có đi thử, đi ngang đây thì ghé ăn thử. Vì đó mình ăn hình như là 25 ngàn, không biết nay có lên không à. Giờ ở thành phố mà kiếm tô hủ tiếu 25 hoặc là 30 ngàn thì nhiều khi cũng hơi khó nữa. Chỗ đó như mình thấy bán ở buổi chiều mà, chứ ban ngày thì không gặp. Nè, bên trái cũng có quán hủ tiếu chay nè, ăn cũng được lắm. Thế này mình đang đi trục vô hông chính nha, bởi vì xe rất là đông luôn. Như giờ này thì người ta đi làm về nè, chứ người ta rước con đồ, rước học sinh đồ.
Hổm rạ dưới mình thì hay mưa chiều lắm. Mà ở đây thì mình thấy làm như là mưa ồ qua cũng ít chứ không nhiều. Chứ có bữa thì mưa cũng ngập nước luôn, hoặc là mưa cả ngày cũng có nữa. Ở phía trước mặt mình đó là cầu nhà thương nha. Ngày xưa thì đi bệnh viện thì người ta kêu đi nhà thương không à, chứ không có kêu đi bệnh viện như bây giờ. Rồi bây giờ mình thấy cũng ít ai xài từ đó lắm. Chỉ có mấy cô chú mà lớn tuổi mình thấy khoảng chừng 50-60 rồi đó thì người ta còn xài. Chứ còn mà mấy bạn trẻ giờ thì cũng gần như là không có xài, toàn là kêu bệnh viện không à. Cũng như ngày xưa đi phà vậy đó, mình hay kêu là đi bắt, còn bây giờ đâu có ai kêu nữa đâu. Cũng như ăn hàng nha, bây giờ thì cứ kêu là ăn giặt không à. Thỉnh thoảng thì cũng có nghe nhưng mà mấy cũng ít lắm. Hồi nãy cái khúc bên chỗ cầu nhà thương đó, mình thấy bên phải có hai ba chỗ bán cá lóc nướng chui á, thấy nhìn cái màu cũng ngon lành lắm nha. Cá lóc ở đây thì mình thấy người ta nướng nhưng mà người ta lột giải hết rồi. Có chỗ thì nướng thì để giải, nhưng mà mình thấy lột giải ra đó thì cái thịt ở trong á nhìn cái màu nó đẹp hơn. Nó khúc này dài dài xuống thì toàn là cơ quan nhà nước không nha. Chỗ nào mà cơ quan nhà nước thì nhìn nó không có nhộn nhịp lắm. Với giờ này thì mấy cái cơ quan nhà nước thì cũng đóng cửa hết rồi. Nó bây giờ thì cái nào cũng vậy, xe cốt rất là hoành tráng luôn. Nó cũng như cái dãy bên trái mình à. Như lại mấy cơ quan nhà nước thì mình thấy có mấy cái cổ thụ á, nhìn rất là đã luôn. Mà thường thì mấy cái chỗ đó thì nó lại cấm chụp hình quay phim đâu. Nè, phía bên phải mình là viện bảo tàng. Đây này mình đi cổng sau nha. Cổng trước thì mình thấy nó nằm ở ngoài ngay chỗ bờ sông á. Ừ, bên trái mình như đang làm cống rồi nha. Có những cái đường phía bên phải mình thì quẹo qua cái là ra sông hết trơn à. Nó qua chỗ này mình sẽ tới chợ Bến Tre rồi. Nhưng mà thấy mấy cái chỗ cơ quan nhà nước thì gần như phía trước thì đâu có buôn bán gì đâu. Nhiều khi mình thấy ở dưới xã hoặc là dưới huyện thì có, nhưng mà lên thành phố thì hiếm lắm. Đó, phía bên trái mình là công viên Bến Tre nha. Cái này thì buổi tối người ta ra chơi nhiều lắm. Bây giờ thì trời mát rồi nè, cũng có người ra nhưng mà ít. Như mình thấy buổi tối bắt đèn rồi cũng đẹp lắm. Nó buổi tối người ta dẫn vợ con rồi ra chơi, ngồi ngắm cảnh đâu. Đây mình sẽ quẹo phải nha, mình chạy ra là chợ đêm. Ở phía trước mặt mình là cầu Bến Tre. Ở dưới mình thì hay kêu là cầu Bến Tre 1. Còn cái cầu Bến Tre 2 là cầu Rạch Vông á, là cái hướng phía bên trái mình á. Cái đó là cầu Bến Tre 3 chứ. Còn cầu Bến Tre 2 là cái hướng bên phải mình là cầu Mỹ Quá. Còn cầu Rạch Vông là cầu Bến Tre 3. Mà chợ Bến Tre hay nằm phía bên phải mình à. Nó chợ này thì bây giờ thì cũng còn bán nữa nha. Nhưng mà ở trong thì người ta dọn cũng gần hết rồi. Chỉ còn mấy cái đường bự bự á, mấy cái lộ trục á, thì mình thấy còn bán. Chứ còn ở trong thì cũng dọn cũng nhiều lắm. Đi chừng 7 giờ mấy là mình thấy đóng cửa mất tiêu à. Nó chợ đi mà nằm hướng bên trái mình à. Cái này thì nó nằm sát bờ sông nha. Đó, sông Bến Tre trước mặt. Nó khúc này thì giờ thì bán trái cây. Còn kéo dài dài xuống thì cũng bán quần áo không à. Này thì nằm trên đường Hùng Vương. Nè bên phải mình nè, trái cây nè. Bây giờ thì bán trái cây người ta hay để giá lắm. Nó mình thấy để giá thì bán được hơn. Chứ đi mua đi chợ mà mua đồ á, là mình mệt nhất là cái vụ mà nó hết á. Cũng như thấy người quen thì bán khác, thấy người lạ lại bán giá khác nữa. Nè, khúc này thì dài dép. Ngày thường thì chợ đi mình thấy cũng vắng chứ lắm.
thứ bảy chủ nhật thì nó đỡ được một tí. Chỉ có cái dịp Tết á, dịp Tết là đi chợ đêm là mới vui nhất. Chứ còn ngày thường thì người ta cũng ít mua sắm lắm. Đây cũng trái cây nữa nè. Có cái dãy bên phải mình á thì bờ kè nó mới làm lại nha. Nó lót gạch, nó làm hàng rào rồi rất là hoành tráng luôn. Rồi đây có mấy cây xà cừ nữa nè, nhìn rất là đã luôn. Nó cái này thì buổi tối người ta mới dọn ra vậy thôi. Thường thì có xe đẩy đẩy ra, rồi bung dù ra rồi dọn. Mà vô cái tháng mưa này thì bán cũng mệt lắm. Có nhiều khi phải che đồ đủ kiểu hết. Chứ không thì gần sông nè, gió đâu nó hổi cũng dữ lắm. Đó, khúc này bạn thấy quần áo không à? Có đủ giá hết nha. Có thấy khúc này là gần hết rồi. Đi thẳng xuống thì tới chợ đầu mối. Lúc này có làm cái cầu bắc qua chợ đầu mối chạy cũng được lắm. Lúc trước thì chợ đi mình thấy có ngay khúc này không à? Khúc này kéo đầu dài ra ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu. Đó bạn thấy có mấy chiếc xe đẩy đó, người ta bung dù qua nè. Xong rồi tối thì người ta gom lại rồi người ta đem gửi. Các bạn thấy dọn ra, dọn vô thì cũng khá là cực nữa. Mà mưa xuống một đám là coi như là xong phim rồi. Tại vì trời mưa người ta ít ra đường lắm. Nắng nắng thì nhiều khi người ta còn ra người ta chơi đâu. Như lúc rời thì mình thấy người ta cũng ít mua sắm nữa. Tại giờ đụng vô ai cũng than làm không ra tiền á. À, bên trái có con phở nè, phở Thanh Xuân. Phở đi nghe nghe cái mùi phở rất là đã luôn. Ở đầu đường này thì có bánh mì Hồng Thu. Nó toàn là mấy cái chỗ bán đắt không à. Nó lúc trước thì cái dãy này mình thấy bán cũng nhiều lắm. Mà giờ người ta cũng dẹp bớt. Nè phía bên phải mình bánh mì Hồng Thu nè. Người ta đang ship hàng người ta mua nè. Nó bánh mì thì ăn cũng được lắm. Giá thì nó hơi nhỉnh hơn giá thị trường một tí nha. Cái này nếu các bạn đi thẳng luôn thì đi ra ngoài giếng nước. Còn quẹo phải thì cái hướng đi xuống cầu Cá Lóc. Đi về dòng Trơm rồi đó. Còn đây mình sẽ quẹo trái nha. Mình chạy qua bên Mỹ Hành An. Như mình thấy lúc rài thì quán xá người ta đóng cửa cũng sớm lắm. Có nhiều quán thì chừng 4-5 giờ là đóng rồi. Có quán thì nhiều khi 7-8 giờ. Tại vì nhiều khi mở cửa ra thì cũng đâu có khách khứa gì đâu. Bởi vì đóng cửa nghỉ sớm cho nó khỏe. Ở phía bên phải mình là chùa Diên Minh. Ở phía trước thì có nguyên cái đàn bồ câu rồi. Nhất rất là đã luôn nha. Các bạn nào có ngắm bồ câu thì lại đây. Còn sát bên nữa phía bên phải mình là đình An Hội. Các bạn hãy nhìn phía ngoài cái đình rất là cổ kính luôn. Giờ mình sẽ lên cầu Bến Tre mình quẹo qua bên Mỹ Hành An nha. Ở Bến Tre thì nó được có mấy trục giao thông chính thì các bạn thấy nhà cửa rồi người ta đi đông chứ còn đi mấy cái trục phụ thì nó cũng vắng lắm. Tại vì mình thấy nhiều con đường thì nó để quy hoạch mà tới nay rất là lâu rồi cũng chưa làm xong nữa. Khu vực này đi thì coi như là trung tâm rồi. Như lúc này mình thấy buôn bán cũng khá là chậm nữa. Nhưng mà quán mới người ta mở rất là nhiều nha. Nhiều cái mặt bằng á, người này chạy rồi người khác lũi vô. Nơi cái cầu này bạn thấy nè, ốp gạch đều nhìn rất là hoành tráng luôn. Nếu mà tính ra chắc ở Bến Tre thì cái cầu này gần như là đẹp nhất rồi. Đi lại chút xíu nữa thì nó sẽ có hành lang cho người đi bộ nữa. Mà nói là hành lang người đi bộ chứ mình thấy toàn là mấy anh câu cá không à. Đi bộ thì lâu lâu mới gặp. Nè phía bên phải mình có cầu hang đi lên nè. Đó, đứng ở đây mấy bạn ngắm sông là cũng đã lắm nha. Nè đây có mấy anh đang ngồi câu cá nè. Nó khiêng chiếc xe lên trên đây luôn. Ở cái bậc hiềm khá là cao nha. Cái này phải hai người khiêng mới được. Mấy cái cầu mà có cá là đi đâu cũng gặp mấy anh này á. Cái thềm khá là rộng, nó ngồi thoải mái lắm. Có điều cái bực hơi cao à, xe chạy lên không được, phải khiêng mới được.
Nó đi qua bên đây là qua của Mỹ Hạnh An rồi nhá. Bên phía Mỹ Hạnh An thì dọc bờ sông Bến Tre nó cũng có nguyên cái dãy công viên rất là dài nữa. Nhưng mà bên đây mình thấy làm như là cây cối rậm rạp với nhà cửa cũng ít nữa. Nên thường đèn nó cũng bắt tối nữa, nên người ta cũng ít qua đây. Thường người ta qua cái phía bên sau lưng mình không à. Nhưng mà đi cái đường ở đây thì lâu lâu mấy bạn sẽ gặp mấy cặp tình nhân nha. Tình nhân qua đây cũng nhiều lắm. Nhưng mà thường mình thấy có gia đình, có vợ con thì người ta ở hướng sau lưng mình nhiều hơn. Nè, ngay chỗ chân cầu bên trái mình nè. Nguyên cái dãy này thì toàn là quán nhậu không à. Bây giờ này thì mình thấy nhiều quán cũng có khách lác đác à. Lúc rày thì quán nhậu thì nó mở ra nhiều dữ lắm. Rồi mà bắt đèn sáng trưng hết trơn. Còn phía bên phải mình đó là công viên cây cối nha. Ở đây có mấy cây hồng lộc mà nở rất là đã luôn. Mình nhớ phía bên phải như lúc trước là có cái quán cà phê cũng bự lắm. Mà nay hình như dẹp mất tiêu vậy rồi. Mình thấy dọn hết trơn rồi, còn có cái nền nữa mà. Nên chắc trả mặt bằng quá. Tại vì quán này cũng lớn lắm. Còn cái dãy bên trái gần như là quán nhậu không à. Mà quán nhậu mình thấy lúc rày cũng vắng lắm. Ở Bến Tre mà nếu mà tính ra quán nhậu thì mình thấy chỉ có hàng làng chài á. Làng chài là đông nhất à. Ngày xưa thì có Ninh Kiều cũng đông lắm. Ninh Kiều mở qua ga chắc cũng 4 năm chi nhánh vậy đó. Mà bây giờ mình thấy hình như đóng cửa chứ cũng gần hết rồi. Chỉ thấy còn bên Mỹ Hạnh An còn một chi nhánh à. Còn mấy kia mình thấy toàn trả mặt bằng hết trơn à. Chứ hồi đó bên mình mà mỗi lần đi ăn nhậu là hay ghé bên Mỹ Hạnh An để đi lại Ninh Kiều lắm. Còn không thì đi ngoài quốc lộ 60 á. Nên này mình đi tới cầu An Thuận rồi nha. Cái hướng bên phải mình à. Lúc trước ở đây quán ăn rồi cũng nhiều lắm. Mà lúc này mình thấy nó cũng dẹp bớt rồi. Bên trái có quán cà phê đó nè, khá là lớn nha. Mình thấy mấy cái quán bự bự thì còn cầm cự được, chứ còn mấy cái quán nhỏ nhỏ thì một thời gian là dọn đi đâu mất tiêu hết trơn à. Qua đây thì nhà cửa cũng thưa lắm nha. Được có cái dãy hai bên lộ, chứ phía sau mình thấy đất vườn không à. Trồng dừa, trồng bưởi, trồng nhãn luôn. Nhưng mà thấy chỗ nào mà còn đốt đèn đó là quán nó đang hoạt động á. Rồi này quán cũng mới nữa nè. Còn cái chỗ nào mà để bảng hiệu đồ đó, mà không có đèn là thường là mình thấy là dẹp tiệm rồi. Giờ này bê vàng, rồi giờ này cũng chưa có khách nữa. Rồi sát bên Ninh Kiều nè, Ninh Kiều này mình thấy chắc dọn hay sao rồi. Các bạn nó gớt chữ hết trơn mà cũng không có ấy nữa, rồi đóng cửa luôn rồi. Nói sát bên này có Thanh Thủy cũng sang mặt bằng luôn rồi. Lúc trước thì mình cũng hay ghé Thanh Thủy ăn lắm. Thanh Thủy nếu mà tính ra thì lúc trước là nhiều khi đi vô mà không có chỗ đậu xe á, phải đậu ké kế bên cái quán rất là đông. Từ dịch tới nay thì nó cũng vắng dần rồi, nay thì nó dọn luôn rồi. Lúc trước thì mình nhớ cái dãy đó tới 4-5 quán là quán nào cũng đông nghịch á. Đông nghịch là hồi trước dịch đó nha. Chứ còn hồi sau dịch thì mình thấy vắng dần rồi. Giờ nếu mà tính ra ở đây chắc còn có làng chài thôi. Mà quán thì lúc này mở nhiều lắm. Không riêng nhiều quán nhậu nha. Nhiều người không có vốn thì người ta vốn ít á. Thì người ta mở hủ tiếu, bánh canh rồi. Hoặc là bán xôi, bán bánh mì rồi. Gần như là thấy cái gì bán được là người ta mở ra người ta bán à. Hoặc là rau củ quả cũng có. Cũng như ngày xưa mà muốn mua cái gì á, thường thường là phải ra chợ mới có. Còn bây giờ thì nhiều khi mấy bạn chạy dọc đường là nó có đủ hết luôn à. Cũng như mới đầu thì có một hai người bán rau củ thôi, cái được cái nó kéo dài ra bán tạp hóa rồi bán đủ thứ hết. Nhiều khi bán thì nó phát sinh thành một dãy luôn cũng có nữa. Nó đây hai bên này toàn là mấy căn hộ không nha. Rồi mấy căn hộ này thì mình thấy cất thì cũng nhiều á, nhưng mà ngay mấy cái góc đường á, bạn thấy thường là mấy cái góc đường thì nó hay cái đất trống lắm.
Làm như đất mấy chỗ đó mua không nổi hay sao? Thỉnh thoảng thì góc đường thì vẫn có nhà, nhưng mà thông thường thì mình thấy toàn là đất trống là nhiều không à. Khu vực này thì lúc trước thì cỏ cây không à, bây giờ thì nó chẻ lộ vì nó phân lô bán nền, giá thì gần như là đụng vô không nổi đâu. Bây giờ thì đất vườn thì bèo nhất thì cũng đã 1,5 triệu rồi, còn những khu vực mà lộ lớn mà ở dưới vườn đó nha thì cũng 6-7 triệu một mét vuông rồi, còn ở thành phố thì vài chục triệu là bình thường. Nhưng mà nhà cửa thì chỉ có ở dọc lộ thôi. Quán nhậu thì giờ này thì có khách nhưng mà cũng không nhiều đâu, mấy bạn mới đi hết chắc khoảng hơn 6 giờ rồi. Đi ăn quán mà mình thấy mấy cái quán vắng vắng mình cũng không dám ghé vô nữa. Không phải sợ chặt chém mà thường thì lợi thì sợ dướng đồ ăn cũ giống vậy. Cũng như mấy bạn lại mấy quán hải sản vậy đó. Đông khách ấy, thì nhiều khi người ta phục vụ nó hơi chậm một tí, nhưng mà đồ ăn thì nó lại tươi ngon. Nhưng mà lại mấy cái quán mà nhiều khi khách mà nó vắng vắng á, mà hải sản này để vài bữa rồi nó đâu còn tươi nữa đâu, ăn nhiều khi nó cũng rất quớt à. Thậm chí là nhiều quán cũng lâu năm lắm nha, lâu lâu mình lại thì cũng bị hay dướng dương kiểu đó lắm. Bởi vì mình rút kinh nghiệm mà quán nào đông thì cứ lủi vô để chắc cú nhất, ăn đồ nó tươi. Nhưng mà cũng hên xui nữa nha. Chứ mình lúc trước mình hồi mà mới vừa qua dịch á, mình thấy mấy cái quán mà mình cũng hay ăn thường xuyên lắm, mà bữa nó vắng khách mình lủi vô là mình hay bị lắm. Ở đây thì cà phê nè, mấy cái chỗ đèn sáng thì hay là gặp quán nhậu không à. Còn bên trái mình đó là quảng trường thành phố nha. Không biết nay nó đang làm cái gì, không biết, mình thấy nó dựng cái khung sắt khá là lớn nè, chắc tổ chức lễ hội sự kiện gì nữa quá. Ở ngay khúc quảng trường này thì phía bên phải mình thì quán ăn rất là nhiều, tại vì có sự kiện rồi thì nó hay tổ chức ở đây lắm. Bên phải giờ đây quán nhậu quán cà phê đâu không à, nó có nhiều quán thì rất là lớn nha. Như lúc rày đi mình thấy mấy cái quán mà bán lẩu dê đó, nhiều quán là đông khách dữ lắm, làm như lúc rày thấy bán lẩu dê được hay sao á. Hải sản thì cũng có khách nhưng mà không bằng. Bên phải mình quá trời luôn nè. Tùy quán nha, có quán thì đông thì không có chỗ ngồi luôn á, còn có quán thì kiếm một con ruồi không ra. Mà đa phần mình thấy toàn là quán mới không à. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.